Một câu hỏi hàm số ở mức độ 9 cộng với cách giải vô cùng độc đáo. Đề bài của bài toán như sau này. Cho một cái hàm số x có bảng biến thiên như vậy. Đấy, để cho bảng biến thiên. Đấy, hỏi số điểm cực trị của hàm số y bằng 1 chia đến mũ 4 nhân fx trừ 1 tất cả mũ 4. À, phương pháp ở đây là mình sẽ tìm fx. Đó, tìm fx từ cái bảng biến thiên này. Nó cũng khá là đầy đủ rồi. Đấy, và sau đó thay vào để xem là cái hàm số y hay là cái hàm số x này nó có dạng như thế nào nhé. Bài này chúng ta sẽ sử dụng phác họa đồ thị. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ gọi cái f'x. Đó, f'x. Thì tổng quát nó sẽ bằng k nhân với, các em thấy nó có 3 điểm cực trị là trừ 1, 0 và 1. Đúng không? Vậy nhân từ có dạng là x nhân x cộng 1 nhân x trừ 1. X cộng 1 nhân x trừ 1 chính là x bình trừ trừ 1. Vậy nó chính là kx nhân với chỗ này x bình trừ 1. Rồi, thì bằng k nhân với các em dồn bên trong là x mũ 3. X mũ 3 trừ đi x. Rồi, đến đây các em dễ dàng suy được biểu thức tương ứng của fx. Fx sẽ bằng này, k kệ nó, nhân với x mũ 3 này thì thằng đạo hàm ra nó là x mũ 4 trên 4. Còn thằng x này người ta đạo hàm ra nó là x bình trên 2 nhé. Bản chất nó là nguyên hàm. Đấy, sau này mình học bây giờ hoàn toàn có thể mò được. Trừ đi bỏ chỗ này x bình trên 2. Đó, và riêng với đạo hàm này, riêng với hàm góc f thì các em phải cộng thêm một cái hằng số m nào đó nhé. Nhớ, phải cộng thêm này. Cho nếu mỗi k nhân này cụm này là không đủ đâu. Rồi, và đây các em sẽ dùng cái giả thiết đề bài người ta cho. Đó, có hai cái sự kiện. Đúng không? Các em dùng điểm x bằng 0 và điểm x bằng cộng trừ 1. Thế thì các em sẽ có f tại 0. Đó, f tại 0, thay x bằng 0 vào thì chỗ này mất x này, còn mỗi m thôi. Đúng không nhỉ? Bằng m, và đề bài người ta cho ở đây là bằng mấy? Bằng 1. Nhá, f0 bằng 1. F tại 1. F tại 1. X là 1 các em thay vào đây, chỗ này là 1 phần 4 trừ 1 phần 2 thì là trừ 1 phần 4. Trừ 1 phần 4 nhân k là trừ k trên 4. Đó, trừ k trên 4. Và cộng với m đó, m là cộng với 1 luôn. Và đề bài cho biết cái f tại 1 hay trừ 1 thì bằng âm 1. Đó, chỗ đó là âm 1 nhé. Rồi, đây ta dễ dàng suy ra được. Đó, ta suy được k thôi, cái này thầy chỉ cần quan tâm đến k. Rồi, âm 2 giản bằng âm đi, k bằng 8. Đó, k bằng 8, vậy ta sẽ được hàm số f(x) lúc này nó sẽ có dạng là đây cũng thế vào 8 chia 4 là còn 2. 2x mũ 4 trừ bỏ đi 4x bình phương rồi. Rồi và cộng với 1. Có được thằng fx thì các em thế vào đây cho thầy, fx mà trừ đi 1 bất 1 rồi, như vậy là còn 2x mũ 4 trừ 4x x bình. Như vậy đến đây các em dễ dàng suy được hàm số y, thầy gọi nó là hàm số gx nhé. Đó, nó bằng 1 trên x mũ 4 này, kệ nó. Nhân với cho này fx trừ 1 nó còn 2x trừ mũ 4 trừ 4x bình. Đúng rồi chưa? Rồi, chỗ này còn mũ 4 nữa cơ. Đó. Và các em rút gọn cho thầy. Rồi, thầy rút gọn xong thầy phác họa đồ thị ở bên kia. À, chỗ này rút gọn bỏ đi, lôi 2 ra ngoài. 2 mũ 4 là còn 16 nhá. 2 mũ 4 là chỗ này có 16 này. Nhân với lại là bên trong này là có x trừ bình phương. X trừ bình phương mà các em lôi ra ngoài thì nó là x trừ mũ 8. Mũ 8 mà chia 4 thì vẫn còn x mũ 4. Đó, vẫn x mũ 4. Rồi, còn lại là bao nhiêu? Lôi x bình ra ngoài thì bên trong nó còn x bình trừ 2 các em nhé. X bình phương trừ đi 2. Chỗ này là mũ 4. Rồi, và đến đây là quá là quen thuộc cái dạng này rồi. Các em dễ dàng thấy là cái hàm số gx này, đúng không nhỉ? Đấy, nó sẽ tiếp xúc. À, chỗ này thì gọi là gx. Nó sẽ tiếp xúc với lại là trụ x tại điểm 0 và điểm cộng trừ căn 2. Tức là có 3 điểm tiếp xúc. Rồi, ở đây các em có thể phác họa hình vẽ như này. Ok, có 3 điểm tiếp xúc, 1 điểm này, 2 điểm này, 3 điểm. Đúng chưa? 3 điểm tiếp xúc với trụ OX. Vậy chúng ta có thể phác họa được cái hình dáng của đồ thị, nó lao từ trên này xuống này. Rồi, lao từ trên này xuống. Rồi, tiếp xúc tại đây, lao lên. Đó, tiếp xúc tại đây. Lao lên, tiếp xúc tại đây. Đó, đây chính là hình dáng của đồ thị hàm số GX. Như vậy các em đếm được mấy cực trị? 1 2 3 định tiếp xúc là 3 cực trị rồi, đúng không? Với hai cái định nhoi lên chữa là 5. Như vậy hàm số là cho có 5 điểm cực trị. Để bảo hỏi số điểm cực trị nhé. 5 là đáp số cực tìm. Rồi, đáp án B. Đó. Như vậy là so với lại những cái bài trước đây mà thầy Hùng từng cho các em là cho thẳng cái biểu thức của gx này rồi. Đúng không nhỉ? Thì chúng ta phác họa nó ra ngay. Như ở bài toán này thì chúng ta phải tìm được cái fx từ cái bảng biến thiên. Và cái thao tác đó chúng ta chỉ mất khoảng tầm 1 phút đồng hồ thôi nhé. Rồi, một bài toán khá là hay và các em hãy lưu lại để tham khảo.